Quyền nó luôn luôn gắn lợi gắn liền với nghĩa vụ, nói cho đúng là thế. Thì đây chính xác có thể gọi là nghĩa vụ bầu cử của người dân. Thế nhưng mà nghĩa vụ nó phải đặt trên cái quyền lợi, đó là cái quyền lợi bảo đảm sức khỏe cũng như là tính mạng của người dân. Thì việc trong thời điểm này là thời điểm rất nhạy cảm về mặt y tế, tức là gì, bệnh dịch COVID-19 nó đang bùng phát không những ở thế giới mà ở Việt Nam đang rất là nghiêm trọng, trong đó có Hà Nội. Hà Nội là một trong những cái tỉnh mà có tỷ lệ nhiễm các cái ca nó rất là lớn. Thế nên là cháu không thực sự cảm thấy yên tâm khi đến cái điểm bầu cử, là cái nơi mà tụ tập rất là đông người, nó rất là nguy hiểm cho cháu và gia đình cháu, mà không hề có chính sách gì bảo hiểm cho người dân khi chẳng may mắc bệnh cả. Đi cách ly thì phải đóng tiền 80.000 một ngày. Đấy, người dân không có tiền. Cháu lao động tự do, cháu không có tiền, nên là cháu hạn chế tối đa tiếp xúc với cái việc đi vào chỗ đông người như này. Bác hết sức thông cảm. Đấy. Thì nhau xin cháu nhắn tin thế cho nó tế nhị thôi. Chứ thực sự là cháu rất sợ dịch bệnh. Đấy. Bỏ cho nó xong đi để tao hoàn thành nhiệm vụ, có thế thôi. Việc gì đi việc ấy còn có thế thôi. Đơn giản thế thôi. Bởi vì nếu như không có lá phiếu của cháu ấy thì câu chuyện nó vẫn thế thôi. Câu chuyện là ai trúng cử hay bầu cử thì nói thật là có sự sắp xếp rồi. Thế nên là cháu không khe, tức là không quan tâm. Đấy, mà cháu quan tâm đến sức khỏe là cháu rất sợ dịch bệnh. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu và gia đình cháu và của cộng đồng nữa. Thực ra mọi người làm cái việc bỏ phiếu vào trong thời điểm dịch nhạy cảm như này là hoàn toàn là không đúng với lại những cái gì mà Bộ Y tế đã khuyến cáo từ trước đến nay. Đúng không ạ? Tránh tiếp xúc từ hai người trở lên. Bây giờ bầu cử đến là vài chục người, hàng nghìn người thì rõ ràng rất là nguy hiểm rồi, cái gì nữa. Ngay cả cái sân chỗ bầu cử còn dán cái thông báo của Ủy ban dân phường là hạn chế tiếp xúc từ hai người trở lên ở tại cái địa điểm cái gì nữa. Bây giờ xuống vẫn còn cái dán ở đấy. Bây giờ thấy bầu cử vài chục người, vài trăm người, vài nghìn người này thì tự dưng trở nên bùng phát nguy cơ gây bệnh à? Đấy, trong khi là ngân sách nhà nước thì không có để mua vaccine tiêm cho người dân, đúng không? Đấy, rất là nguy hiểm, nguy cơ nó rõ ràng như thế. Mà mọi người mà cứ ép người ta đến phải đến tổ bầu cử để bầu cử. Hòm phiếu bây giờ virus vi trùng nó bay lơ lửng quanh hòm phiếu, cháu sợ lắm, cháu không dám sờ vào đâu. Nó rất là nguy hiểm. Cháu không dám sờ vào, nói thật là như thế. Vâng, cháu cảm ơn. Vâng, cháu cảm ơn. Dạ. Vâng, bác về đấy. Gì đấy? Vâng, chân cảng ga biết làm sao. À, em đi trượt cầu thang nó hơi đau tí. Phải đi viện, đi biết cái gì không? Nếu mà nó nghiêm trọng thì em sẽ đi viện, còn nếu không thì ở nhà một lúc, một hai ngày thôi. Kháng sinh em sẽ bôi biết gì chưa? Rồi em có các loại rượu của đồng bào dân tộc chuyên xoa bóp cho những cái trường hợp ngã bong gân. Ôi dồi ôi anh ơi, thời buổi này bây giờ đang dịch bệnh, không thể tiếp xúc được anh, rất nguy hiểm. Về từ sáng giờ anh tiếp xúc với hàng trăm người dân rồi, nhỡ đâu trong đấy có một ca F1, F0 gì đấy thì chết em rồi. Nếu, ơi. Nếu anh thì tiếp xúc đúng không phải từ sáng bây giờ. Mà hàng bao nhiêu năm nay rồi. Ôi trời ơi. Chết thì anh chết nhưng phải không chết được. Ôi trời, nhưng mà không, nhưng mà vấn đề không phải là chết ngay. Mà vấn đề là nó chết từ từ anh ạ. Chết từ từ anh ạ. Anh chết thì chú đã chết rồi. Với lại anh có cái chính trách của nhà nước, em không có. Anh dù sao cũng là cựu trung tá về hưu nên cũng có được cái đồng lương khoảng độ 7 đến 8 triệu một tháng. Đấy, em thì không có khoản lương hưu nào cả. Đâm ra là nếu mà em mắc bệnh là rất là gay gò, anh hết sức thông cảm cho em. Đấy. Tóm lại là chú bị đi ngã. Vâng, bị trèo chân tí. Tôi với tư cách là cán bộ cơ sở thì đến thăm chú. Ôi dồi, thích thế. Chú đi trả tôn trọng ngay. Không, nhưng mà em đồng ý rồi, nhưng vấn đề bây giờ đang dịch bệnh anh ạ. Chú. Rất nguy hiểm. Chú nhắn tin cho tôi, thì biết tin mà tôi đi thăm chú. Chú trả tôn trọng thì tôi cả cửa cũng thèm mở. Không phải, vấn đề là anh đưa không hiểu câu chuyện nó đang dịch bệnh. Anh nói chú thế là không chú. Chết. Thâm tâm mà nói anh lớn tuổi, chú anh đến thăm chú. Vâng, nếu mà để bao giờ dịch bệnh nó hết ý, thì anh thăm cũng được. Mà anh em mình ngày nào chả gặp nhau ở dưới chỗ nhà để xe, đúng không? Bởi vì em công nhận là từ ngày mà anh làm tổ trưởng ở khu này thì anh là người rất là quan tâm sâu sát đến bà con ở đây. Đặc biệt là trường hợp của em. Đấy, rất là quan tâm. Em xác định như thế, em xác nhận như thế. Nhưng mà anh phải hết sức thông cảm. Bây giờ Bộ Y tế người ta đã khuyến cáo rồi là không tiếp xúc quá 2-3 người trở lên, mà cách nhau có khoảng tầm là 1 mét hay 2 mét ở đấy. Thế nên là việc anh quan tâm em như này là nó đúng chỗ nhưng mà lại không đúng thời điểm. Đấy. Cái gì nó phải là vừa đúng chỗ và đúng thời điểm. Đấy. Không gian được thời gian. Về
Không gian thì đúng rồi, anh đến tận nhà anh thăm em là đúng rồi, nhưng về thời điểm lúc này là đang dịch Covid rất là trầm trọng. Hiện nay là Hà Nội là đầu tàu trong vấn đề nhiễm Covid, cho nên là rất là nguy hiểm anh ạ. Anh không thấy Ấn Độ à? Ui ta chết như ngả dạ như thế còn gì nữa. Ui sổi ôi, rồi Mỹ nhá, rồi châu Âu nhá, bao nhiêu người chết như thế. Chết anh coi thường tính mạng sức khỏe quá. Vậy anh nói đi. Đúng không? Ngày hôm nay cả nước, cả quốc gia, yeah, cả dân tộc Việt Nam, đúng không? Đúng rồi. Đang hướng tới một cuộc sinh hoạt chính trị. Đúng rồi. Đúng không? Bầu chính cử, xác, chính xác. Mời chú xuống bầu cử, mời chú ra, cứ nói đi. Okay. Không, đồng ý rồi, nhưng mà bởi vì bây giờ mình đang ở trong cái thời đại là 4.0. Tức là thời đại internet công nghệ cao, tức là mình có thể bầu cử online được, không cần phải đến trực tiếp phòng phiếu để bầu cử, đúng không? Chính phủ của ông Phúc chả nói là bây giờ chính phủ chúng ta là tiến tới chính phủ không cần tiếp xúc cộng đồng để nguy cơ lây lan rất là cao, đúng không? Không, đấy là sự thật anh. Như vậy là họ một là họ dũng cảm hơn em rất hèn nhát, riêng về vấn đề Covid em rất hèn nhát. Em ngày xưa ông già em là bác sĩ về vật dịch tễ. Ông là bác sĩ bệnh viện vệ sinh dịch tễ Hà Nội. Bác sĩ luôn đấy, doctor luôn đấy. Tức là ông ấy là thầy của các loại thầy luôn. Và ông ấy truyền cho em cái vấn đề về virus, về Covid, về kiến thức ấy em nắm rất là chắc hơn anh. Đấy, thế nên em rất sợ cái vấn đề này, anh nghe phải rất thông cảm. Nhưng em bây giờ em mắc bệnh thì ai sẽ bỏ tiền ra chữa chạy cho em? Cách ly 80.000, cách ly một ngày 80.000 thì ai giả tiền cho em? Anh giả cho em à? Tôi giả. Ui dồi, thích thế, anh nhất anh rồi đấy. Thế thì anh là tổ trưởng số 1 ở Việt Nam, number one. Anh đương number one. Thế nhưng mà 80.000 một ngày, nhưng mà một ngày em vẫn có thể bán hàng online trên mạng, em kiếm được vài trăm nghìn một ngày thì anh cũng trả luôn cho em cái số tiền đấy à? Đấy, vấn đề là như thế. Mà vấn đề là bây giờ vaccine của nhà nước mình chưa nhập về được. Chưa nhập về được thì có nghĩa là nguy cơ mà tử vong có Covid-19 sẽ rất là cao. Hay còn gọi là virus cúm tàu ấy. Tóm lại vấn đề là tí nữa xuống bỏ phiếu cho nó hài hòa được cả việc công việc tư việc riêng. Đề nhá, cái đó thứ nhất là tôn trọng anh và bác Vượng. Có thế thôi. Vâng, về tình cảm anh nói rất là đúng. Đó là rất là đúng. Để thể hiện tôn trọng anh và bác Vượng. Dạ. Dạ. Anh nó bầu cử cho xong thì không được, phải sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng, có tâm có tầm để bầu vào. Thế nếu như mình không sáng suốt, anh vừa bảo là bầu cử cho xong là không được rồi. Chết rồi, quan điểm chính trị của anh là có vấn đề rồi. Chết. Anh ngày xưa anh không biết, anh có học đến cao cấp chính trị không, anh bảo là bầu cử cho xong là không được rồi. Em nghe rất rõ câu nói của anh, phải sáng suốt lựa chọn người có tâm có tầm. Đấy, đúng không? Đấy, thì bây giờ em đang ở trên nhà em nghiên cứu. Nếu như mà sau khi nghiên cứu được thì em sẽ bấm danh sách những người em đồng ý em gửi cho anh và tin nhắn cho anh bầu cử anh thôi em chấp nhận đấy nhá. Em bấm danh sách những người nào mà em gạch hoặc là em để lại thì em gửi cho anh vào cái tin nhắn của anh và anh giúp em gạch giúp em. Như thế nó đẹp cho con gì nữa. Vừa đảm bảo được bầu cử mà vừa đảm bảo là phòng chống được Covid con gì nữa. Bầu cử Việt Nam là phổ thông trực tiếp, đầu phiếu là quyền lợi của chúng. Đúng rồi, em hiểu mà, nhưng mà vấn đề là Covid nó đang hoành hành. Ui xôi, để em nghiên cứu danh sách, em sẽ gửi cho anh. Ok, vâng, cảm ơn anh. Dạ, chào bác.